Công an Hà Nội và Quang Hải đã thống nhất được các điều khoản cá nhân nhưng chưa chính thức ký hợp đồng. Đội bóng thủ đô muốn tiền vệ 26 tuổi có thêm thời gian dành cho gia đình sau khi trở về từ Pháp cũng như tập trung hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Hồng Kông và Syria. Hợp đồng của Quang Hải dự kiến kéo dài từ 1 năm rưỡi đến 2 năm với mức lương trên 100 triệu đồng mỗi tháng chưa kể chi phí lót tay. Trước khi sang Pau, Quang Hải từng cùng đội Hà Nội FC 4 lần vô địch V.League đoạt hai cúp quốc gia và 3 siêu cúp quốc gia. Ở các cấp đội tuyển, anh đã từng giành huy chương vàng SEA Games 2019, vô địch AFF Cup 2018 và cùng đồng đội vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Cuối tháng 6 năm 2022, Quang Hải muốn tìm thử thách mới nên không gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC, sang Pháp gia nhập Pau FC theo hợp đồng 2 năm. Tuy nhiên, anh không thể thích ứng với môi trường League 2 gần như biến mất ở đội 1 kể từ tháng 2 năm 2023 cả mùa, Quang Hải chỉ thi đấu 13 trận với 268 phút, trung bình 20,6 phút mỗi trận, ghi một bàn. Lần gần nhất anh ra sân cho đội 1 là 10 phút cuối của trận thua 0-1 trước Lava ngày 18 tháng 2 tại Lịch 2. Sau đó tiền vệ 26 tuổi chơi 7 trận với 579 phút cho Pau B tại National 3, giải hạng Nam Pháp. Người đại diện của Quang Hải cho biết, ngoài công an Hà Nội, thân chủ còn được nhận lời mời từ một đội bóng của Nhật Bản, một đội của Thái Lan và một đội của Indonesia. Tuy nhiên, chưa có lạc bộ nước ngoài nào xác nhận về việc quan tâm tới Quang Hải. Vì thế, sau khi Công an Hà Nội bật đèn xanh, Quang Hải xin thanh lý hợp đồng sớm một năm với Pau FC và được chấp thuận. Theo Chủ tịch, Quang Hải ít được ra sân ở Pau FC vì chưa đáp ứng được yêu cầu về sự thích ứng và sức mạnh ở League 2. Bên cạnh hạn chế về thể hình, ngoại ngữ của Quang Hải cũng không tốt gây khó khăn trong việc giao tiếp với các đồng đội.